Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Có 5 tiêu chí, trong đó tiêu chí 1 tập trung về quản lý khu dân cư trọng tâm là thực hiện duy tu bảo dưỡng nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được bảo đảm. Chi bộ 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiêu chí 2 về hạ tầng cơ sở, hệ thống đường liên thôn liên xóm có chiều rộng 2m trở lên, được cứng hóa, đi lại thuận lợi, có nhà văn hóa độc lập đạt chuẩn về diện tích quy mô. Tiêu chí số 3 về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong đó tập trung vào tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng, người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ gia đình sử dụng nước sạch, không có hộ nghèo. Tiêu chí số 4 về văn hóa kết nối cộng đồng, chú trọng đến xây dựng các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiêu chí số 5 về môi trường cảnh quan, tập trung vào thực hiện phân loại rác thải hữu cơ, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây bóng mát, trang trí tạo cảnh quan môi trường và hệ thống chiếu sáng, rãnh thoát nước.